Xin chào anh em, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có hộp billet Leo Line và đây chính là hai billet của chúng ta, và bên cạnh tôi là một hộp dụng cụ. Và hôm nay không phải test, không phải review, mà hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ đèn và để xem bên trong của billet Leo Line sẽ có gì. Và như thường lệ, tôi sẽ đeo chiếc găng tay này vào để bảo vệ tay của mình và cũng là bảo vệ sản phẩm trong quá trình lắp đặt, tháo lắp chứ. Và chúng ta sẽ dùng cái đầu tu vít lục giác có tên là PZ1 để lắp đèn. Billet Leo Line của chúng ta sẽ gồm 3 phần. 3 phần này sẽ đi theo. Và tôi sẽ bắt đầu từ phần tháo phần bi cầu và tháo phần chóa đèn, và miêu tả rõ ràng bên trong cấu tạo ra sao và hoạt động như thế nào. Bắt đầu từ phần bi cầu. Và bây giờ chính là phần mặt bi cầu của chúng ta. Như các bạn đã thấy, bi cầu có màu xanh tím và được phủ một lớp polarize chống chói ở trên phía bề mặt. Cái lớp polarize này sẽ giúp hạn chế những ánh sáng ở bên ngoài đi vào và ảnh hưởng đến cái ánh sáng của đèn ở bên trong, giúp ánh sáng đèn bám đường hơn. Và nhìn từ phía bên trong đi ra thì bi cầu hoạt động tương tự một chiếc gương cầu lồi. Tôi sẽ giải thích cho các bạn sau. Khi mà kết hợp cùng với chóa đèn thì gương cầu lồi này sẽ tạo cho ánh sáng một cái có đường đi mạnh hơn và rõ nét hơn, bám đường hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tháo đến phần chóa đèn. Và phần chóa đèn của billet Leo Line sẽ gồm hai phần cố định ở phía hai bên của đèn, và phần chóa đèn này sẽ ôm xung quanh một cả phần chip LED. Và đây là phần chóa đèn của chúng ta. Đây là mặt cắt ở phía trên và mặt cắt ở phía dưới. Nó nằm ở bên dưới chip LED. Như các bạn đã thấy thì phần chóa đèn được cấu tạo là một mặt tráng gương rất là sáng bóng. Tác dụng của phần chóa đèn này sẽ giúp, tức là sẽ giúp cái phần ánh sáng của chip LED đi vào chóa đèn và tạo ra những đường tia sáng song song, và những tia sáng song song đấy sẽ đi qua phần bi cầu ở mặt trước và sẽ hội tụ tại các điểm, và từ đó sẽ tạo thành những đường cắt. Và cái việc quy định đường cắt sẽ chính bởi cái điều, sẽ chính bởi cái này có tác dụng là mở cốt và mở pha và thể hiện đường cắt của bi LED. Đi vào chi tiết của phần tạo nên đường cắt của đèn sẽ được cấu tạo gồm một phần lò xo ở đây để kéo và đẩy lên. Khi chúng ta bấm nút mở cốt và mở pha thì cái này nó sẽ ở chế độ cốt thì cái này sẽ được dựng lên, và khi mở pha thì ấn nút này cái lò xo sẽ kéo lại và mở ra cái phần dưới của chóa đèn ở chế độ pha. Thì ở phần trên ở chế độ cốt thì mặt cắt chóa đèn ở phía trên sẽ hoạt động, và ở chế độ pha thì chúng ta sẽ có thêm mặt cắt ở phía dưới. Thì như các bạn đã thấy, khi mở chế độ pha thì đèn nó sẽ cao hơn và rộng hơn, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, và chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Và chắc chắn là tuy nhỏ thôi nhưng nó là phần quan trọng nhất của cả billet Leo Line, đó chính là phần chip. Phần chip hoạt động ổn định với cái khả năng chiếu sáng rất tốt, ở thuộc top đầu của những dòng đèn, bởi vì chip LED có công nghệ từ Đức mà hoạt động ổn định hơn là nhờ bộ tản nhiệt. Và bộ tản nhiệt này có một kết cấu rất là hay và chắc chắn. Nó liền khối từ phần đằng sau và phần đằng trước, giúp tản nhiệt tốt hơn cho cả chiếc đèn. Và với phần bộ tản nhiệt đa lớp ở đây cùng với hệ thống quạt ở đằng sau, phần tản nhiệt sẽ hỗ trợ tản nhiệt cho cả chiếc đèn, và phần quạt sẽ làm mát cả bộ tản nhiệt đó. Vừa rồi là sơ bộ phần nguyên lý cấu tạo và hoạt động của đèn. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà để có thể kết hợp được một cách tốt nhất về độ chiếu sáng, độ bền bỉ của đèn thì mỗi hãng lại có một cái công nghệ làm khác nhau, và một trong những công nghệ làm tốt nhất hiện nay đến từ thương hiệu Aozoom. Và hy vọng sau những chia sẻ vừa rồi của tôi, các bạn sẽ có được cái nhìn khách quan hơn, am hiểu hơn và có sự lựa chọn tốt hơn khi có nhu cầu về tăng sáng cho ô tô. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video.